Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Khi Bộ trưởng Văn hóa là kẻ vô văn hóa, đòi chấn hưng văn hóa, đất nước sẽ đi về đâu. Bộ Văn hóa và Thể thao và Du lịch cho biết cần tới 350.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình chấn hưng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035. Điều này đã khiến cho công luận lặng người trước sự coi rẻ tiền bạc của lũ quan, ăn không chừa một thứ gì của dân. Theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nội dung của chương trình vừa kể trên sẽ hướng tới những mục tiêu cụ thể như đến năm 2030 có 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh có đủ 3 loại hình thiết chế văn hóa như trung tâm văn hóa hoặc trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện. Ở cấp huyện và cấp xã có trung tâm văn hóa thể thao, 95% di tích quốc gia đặc biệt và 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo. Với mục tiêu để có ít nhất 75% người dân, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được thụ hưởng, tham gia hoạt động văn hóa. Cần tới 350.000 tỷ đồng để chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Hàng năm có khoảng 20-30 tác phẩm, công trình văn hóa, văn học nghệ thuật về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới đất nước. Đầu tư cho văn hóa ít nhất là 2% tổng chi ngân sách hàng năm. Thực hiện tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP mỗi năm. Về dài hạn đến năm 2035, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt mục tiêu 100% thư viện đảm bảo điều kiện hoạt động, 100% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc đơn vị công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn. Chương trình cũng đề ra mục tiêu tới năm 2035, có 5 trường đại học trọng điểm và 2 viện nghiên cứu được tập trung đầu tư trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu điện ảnh, văn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Trong số 350.000 tỷ đồng, đầu tư cho công trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035. Riêng giai đoạn 2025 đến năm 2030, đầu tư khoảng 182.000 tỷ đồng. Giới nghiên cứu văn hóa đưa ra nhận xét cho rằng, với lối liệt kê tràng giang đại hải, các mục tiêu chương trình mang tính chung chung của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy, chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 chỉ là một sự phô diễn hào nhoáng, là mục tiêu cuối cùng của lãnh đạo của bộ này hướng tới chỉ là khoản hoa hồng 20% nhân với 350.000 tỷ đồng, nó tương đương với khoảng 70.000 tỷ đồng để các quan tham chia nhau. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng đi bên trong để khách quốc tế Ibrahim, Thủ tướng Malaysia thì phải đi bên ngoài thảm đỏ khi đón ông ở sân bay. Song điều người ta lo ngại hơn là với tư cách trình độ của ngài Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thì cuối cùng số tiền vốn đầu tư thực hiện chương trình trên rồi cũng đổ xuống sông, xuống biển. Hơn nữa, làm sao có thể tin được một Nguyễn Văn Hùng, kẻ mang hàm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, mà không hề có chút văn hóa nào? Đó là câu chuyện ông Bộ trưởng Hùng tranh thảm đỏ của Thủ tướng Malaysia, là quốc khách của nhà nước Việt Nam. Trước đó vào ngày 20 tháng 7, nhiều tờ báo Việt Nam đăng những hình ảnh cho thấy ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ra sân bay để đón khách, nhưng lại giành lấy thảm đỏ. Đó là buổi đón tiếp ông Thủ tướng Ibrahim của Malaysia ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Những tấm hình kể trên đã khiến cho dân cư mạng xấu hổ và đưa ra các chỉ trích cho rằng ông Nguyễn Văn Hùng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa mà lại vô văn hóa. Khi dám bước ngang hàng và trò chuyện như bạn bè với Thủ tướng Malaysia mà còn lấn chỗ đẩy ông Ibrahim phải bước sang một bên trong chân ngoài ở thảm đỏ. Câu chuyện này dường như đã khiến cho các cận vệ của ông Ibrahim bước theo sau tỏ vẻ bực tức khi thấy sự thất thố của Bộ trưởng Bộ Văn hóa nước chủ nhà dành cho quốc khách. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Đỗ Hùng Việt, người cũng có mặt tại buổi đón Thủ tướng Malaysia cho biết, theo nguyên tắc ngoại giao, Bộ trưởng Hùng có vị trí thấp hơn nên không được phép đi ngang hàng với ông Ibrahim mà phải đi đằng sau ít nhất một bước chân. Nhiều di tích lịch sử quốc gia sẽ được tôn tạo, trong đó có di tích đền Trần, tỉnh Nam Định.
Còn Facebook, Ngô Huy Cương ngán ngẩm bình luận về sự việc này cho rằng cán bộ ta phần nhiều trưởng thành từ cơ sở đi lên, chưa có hiểu biết nhiều về nguyên tắc ngoại giao, quen sống bỗ bã để chứng tỏ hòa mình và quần chúng, nên quên việc họ phải đang tiếp đón khách quốc tế. Trong khi đó, một cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị đề nghị giấu danh tính cho biết ông Nguyễn Văn Hùng trưởng thành từ cán bộ đoàn cấp xã lên cấp huyện sang cấp tỉnh, rồi dễ nhảy vào ghế bí thư tỉnh ủy Quảng Trị do có hậu thuẫn của bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương, từ một cán bộ xã tàu của biết chi mô được giữ chức bộ trưởng bộ văn hóa mà không hiểu biết tối thiểu về phép tắc ngoại giao là điều dễ hiểu. Chương trình chấn hưng và phát triển văn hóa với đề nghị chi một khoản tiền khổng lồ lên tới 350.000 tỷ đồng. Nếu đối chiếu số tiền ngân sách chi cho giáo dục và y tế mỗi ngành chỉ khoảng có 7.000 tỷ đồng. Vậy 350.000 tỷ đồng tương ứng với chi cho giáo dục được những 50 năm. Tại sao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không xúc tiến một chương trình chấn chỉnh văn hóa phong bì? Tình trạng đang tồn tại ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi cấp và mọi tầng lớp, nơi nào cũng nhàn nhàn. Mà thực hiện điều đó thì chắc chắn chẳng tốn kém bao nhiêu, trong khi trường học và các cơ sở y tế thì đang thiếu trầm trọng. Sao nhà nước không dành ngân sách để đầu tư cho phúc lợi xã hội và cho nhân dân? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê ngày hôm nay với bản tin Khi Bộ trưởng Văn hóa là kẻ vô văn hóa, đòi chấn hưng văn hóa, thì đất nước sẽ đi về đâu? Tiếp viên hàng không buôn lậu chất cấm bị bắt ở Hàn Quốc có được may mắn thoát tội như ở Việt Nam hay không? Đài MBC News của Hàn Quốc vào ngày 6 tháng 9 đưa tin Sở Cảnh sát thành phố Incheon phía tây thủ đô Seoul đã bắt giữ 2 trong số 4 nữ tiếp viên là thành viên phi hành đoàn một hãng hàng không của Việt Nam vì bị nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa. Mang tính, hai nghi can cũng như tên của hãng hàng không Việt Nam đến nay vẫn chưa được phía bạn tiết lộ. Theo đài MBC News, lượng chất cấm là tinh dầu cần sa mà hai tiếp viên nói trên vận chuyển có giá trị tới 300 triệu won, tức là tương đương với 200.000 đô la Mỹ, khoảng 5,4 tỷ đồng Việt Nam. Số cần sa này được đặt trong các hộp đựng mỹ phẩm giấu trong hành lý xách tay mang vào Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2023. Hai người này đã khai với cảnh sát họ chỉ nhận vận chuyển hàng, tiền công cho mỗi kiện hành lý khoảng từ 67.000 đến 150.000 won, tức là từ 45 cho đến 172 đô la. Cho một chuyến, có bên trong kiện hàng chứa những thứ gì thì họ hoàn toàn không biết. Kênh MBC News đưa tin tiếp viên hàng không của Việt Nam buôn lậu tinh dầu cần sa. Theo điều tra của kênh MBC News, lợi dụng thủ tục kiểm tra hành lý của các thành viên phi hành đoàn tương đối đơn giản, nên một số nhân viên của phi hành đoàn người Việt đã vận chuyển chất cấm, dẫn tuyên bố của cơ quan hải quan sân bay quốc tế Incheon nói với đài MBC News, sau sự việc này, hành lý của các phi hành đoàn và các hãng hàng không đến từ Việt Nam, kể cả xuất cảnh hay nhập cảnh, sẽ bị kiểm tra gắt gao hơn. Phía sở cảnh sát Incheon cũng cho biết, việc các tiếp viên hàng không Việt Nam nhận vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Hàn Quốc dưới dạng dịch vụ là phổ biến và đã tồn tại từ lâu. Ngoài các hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc khai thác các đường bay thẳng từ Hàn Quốc tới Việt Nam và ngược lại, hiện nay có 3 hãng hàng không của Việt Nam cũng tham gia khai thác. Đó là Vietnam Airlines, Vietjet Airways và Bamboo Airways đều có tuyến bay đến phi trường Incheon. Qua vụ vận chuyển chất cấm lần này, dựa theo lời khai của các nghi can với cảnh sát Hàn Quốc, thì chuyện nhận vận chuyển hàng xách tay qua đường hàng không đã là thói quen. Và họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà không biết bên trong là ma túy. Lời khai của các tiếp viên này với cảnh sát Hàn Quốc tương tự như lời khai của các tiếp viên với hải quan sân bay Tân Sơn Nhất trong vụ việc xảy ra vào tháng 3 năm 2023. Vụ ở Tân Sơn Nhất, hải quan Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ 5 tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines vận chuyển 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Đài truyền hình MBC News của Hàn Quốc đưa tin 2 tiếp viên hàng không người Việt bị bắt khai là sách hộ chất cấm. Điều đáng nói, 4 tiếp viên trong vụ việc ở sân bay Tân Sơn Nhất đã được trả lại tự do chỉ sau có vài ngày. Họ không bị truy tố với lý do không biết bên trong kem đánh răng nhận vận chuyển có 107 tuýp đã được giấu ma túy. Các cơ quan chức năng kết luận không đủ căn cứ để nghiên cứu trách nhiệm hình sự. Vậy có hay không chuyện ngựa quen đường cũ? Theo Công an Việt Nam, sau vụ việc vận chuyển chất cấm từ Pháp về Việt Nam,
họ đã phát hiện đây là một đường dây hoạt động có tổ chức với quy mô rất lớn. Chất cấm được sản xuất từ các quốc gia Đông Âu cũ được chuyển vào Pháp, sau đó được đưa về Việt Nam bởi các tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trong kết luận điều tra, từ manh mối của vụ 4 nữ tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines, nhà chức trách đã lần ra đường dây lợi dụng những người Việt Nam học tập định cư tại Pháp để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua hai phi trường Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tính đến tháng 5 năm 2023, có tổng cộng 78 người bị khởi tố liên quan đến đường dây này. Trong khi đó, phản ứng dư luận Việt Nam không hề ngạc nhiên. Dù có những thắc mắc vì sao sự việc xảy ra vào hồi tháng 4 năm 2023 mà tới nay truyền thông Hàn Quốc mới công bố. Có phải vì ở Việt Nam vài tuần gần đây đã rộ tin về vụ việc này, thấy không thể che đậy được nữa, nên truyền thông Việt Nam mới cho công bố? Không biết Cục Hàng không Việt Nam đã tìm được cái hình nhân để mà thế mạng cho các cô này chưa? Thành tích kinh doanh của tập đoàn Việt Nam Airlines lỗ lã triển miên trong suốt rất nhiều năm. Việt Nam Airlines đã bán cổ phần cho các doanh nghiệp của Trung Quốc. Xong đổi lại, kể từ đầu năm 2023 cho đến nay, nhân viên của Việt Nam Airlines đã lập những thành tích khó có thể tưởng tượng. Cụ thể, vào ngày 16 tháng 3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện 4 nữ tiếp viên Việt Nam Airlines vận chuyển 11,4 kg chất cấm bao gồm Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân, Nguyễn Thu Thủy và Đặng Phương Vân. Sau vài ngày, 4 tiếp viên này đã được trả lại tự do. Tiếp theo, vào ngày 27 tháng 4, phi công Phạm Hà Duy của Việt Nam Airlines bị phát hiện dương tính với chất gây nghiện. Sau vụ việc, phi công Phạm Hà Duy bị thu hồi giấy phép lái máy bay vĩnh viễn. Vào ngày 18 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây môi giới bán dâm của tiếp viên hàng không người mẫu do cựu tiếp viên Việt Nam Airlines Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, sống tại quận Gò Vấp, cầm đầu. Tới ngày 6 tháng 9, thì cảnh sát Hàn Quốc thông báo bắt tiếp hai tiếp viên hàng không Việt Nam. Nhiều tin đồn đó là Việt Nam Airlines đã buôn lậu tinh dầu cần sa đựng trong 50 hộp mỹ phẩm trong một chuyên án được theo dõi nhiều tháng trước. Tháng 3 năm 2023, tiếp viên Việt Nam Airlines bị phát hiện vận chuyển ma túy. Người Việt Nam có câu nói, đói ăn vụng, túng làm càn. Các thành viên của phi đoàn và tiếp viên Việt Nam Airlines chắc chắn có thu nhập đủ sống. Nhưng họ vẫn buộc phải tham gia công việc kiểu vạn trên trời. Cũng một phần họ phải trang trải cho phần tiền chạy việc để vào ngành hàng không với số tiền không hề nhỏ. Song quan trọng là tư duy làm giàu bằng mọi giá của người Việt Nam nói chung và các nhân viên Việt Nam Airlines nói riêng, họ sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả tiếp tay cho việc buôn bán cái chết trắng. Đó là điều chắc chắn không thể biện minh cho được. Ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này là câu hỏi mà dư luận trong cả nước đang đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tiếp viên hàng không buôn lậu chất cấm bị bắt ở Hàn Quốc có được may mắn thoát tội như ở Việt Nam hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.